Rồi, xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Zalo một cây sườn liễu nha. Hàng mini nha anh chị cô chú. Cây này quanh anh chị cô chú sẽ so lại ngón tay giúp em nha. Cao là 15 nha. Còn cái tán ngang của nó là 32 nha. Cây quá già luôn nha. Những xương chi nó hàng mini để bàn nha anh chị cô chú. Dòng sơn liễu này về anh chị cô chú có thể hạ thủy nha, vào hồ cá hoặc hòn long bộ ghép tiểu cảnh nha, quá đã luôn nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.